Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, channel Vũ Tạc Jimmy. Ở clip này thì chỉ có một quảng cáo duy nhất ở giây thứ 10 thôi. Cho nên anh em nhớ ủng hộ mình nha. Đây, giây thứ 9, giây thứ 10, quảng cáo đầy hiển thị. Anh em hãy kích vào cái quảng cáo đó, như là mình đã hướng dẫn các bạn, đó là hãy kích vào quảng cáo đây. Bây giờ, hồi nãy là quảng cáo vừa có xuất hiện đó, anh em mà không kích nữa mình cũng không biết nói gì luôn. Clip này chỉ có một quảng cáo duy nhất ở giây thứ 10 thôi. Cho nên mong là anh em sẽ kích vào ủng hộ mình nha. Rồi. Clip này thì mình cũng muốn nói đơn giản thôi. Vào cái khung giờ này thì khung giờ đặc biệt mình chỉ ít khi ra clip cho bạn coi. Cho nên năm nay clip này ra thì chỉ có một quảng cáo, mong là anh em sẽ có ít ủng hộ mình. Bạn nào mà chưa kích thì mong là sẽ reset lại video. Có gì các bạn chưa kích thì các bạn xem xong video đi, rồi các bạn reset lại thì quảng cáo sẽ có lại và bạn kích cho mình cũng được. Đó, vấn đề không quan trọng. Rồi, vấn đề hôm nay mình muốn nói với bạn là theo như thông tin mình vừa thu thập được cũng như là của một bạn. Bạn nào thì bây giờ mình sẽ nói tên luôn. Là bạn Vũ Quang Tuấn, nói chung là bạn ấy có chia sẻ với mình một nội dung, đó là chuẩn bị ra con tướng mới, không biết có phải thật hay không. Không phải tướng mới, tướng cũ, nhưng mà thêm hệ thống mới, đó là hệ thống Sura, theo mình thấy là như vậy. Chứ Akainu thì không có Haki rồi đúng không các bạn. Đây, kỹ năng Sura đây, nó có rõ ràng là kỹ năng Sura. Đây, rồi ok. Thì mình thấy cho nên mình muốn cập nhật nó cho anh em biết luôn, để mình muốn biết cảm nhận của anh em về con tướng này như thế nào. Anh em để lại comment cho mình biết nha. Đầu tiên là về Akainu, bằng vũ khí chắc chắn là như vậy. Mình có biết về thanh niên Akainu này. Nói chung là mình không biết nói gì hơn. Akainu thì một con tướng mà chúng ta phải đổi trong hoạt động kia. Ok, mình sẽ vào luôn, vào Akainu để mình hướng dẫn các bạn cái cách mà lấy Akainu luôn. Akainu không phải các bạn đủ danh phẩm đâu bạn lấy được đâu. Chúng ta phải tốn rất là nhiều thứ. Rồi giờ mình phải vào ạc cái đã, mình đã thoát mất tiêu rồi nên giờ phải chỉ cập lại anh em để xíu à. Nói chung là mình thấy có vẻ như là ghê gớm ông Akainu này, sau khi lên Sura có vẻ ghê gớm đấy. Còn ghê gớm thế nào thì mình sẽ nói ở clip. Đầu tiên thì mình thấy không có kỹ năng thường nhỉ. Đây, kỹ năng thường là sao là chấm hỏi đây này, nó do mình thấy kỹ năng nổ thôi à, kỹ năng nổ thôi các bạn ơi. Thế thì làm sao mà chơi chứ mà gì. Đầu tiên mình thấy một thứ, đó là sức mạnh của ông này thì ông có gia tăng rất là ghê. Sức mạnh lên 235, nhanh nhẹn là 221 và chí lực là 191. Và những cái điểm mà nó cộng thêm á sẽ rất là ghê. Mình sẽ cho các bạn coi. Mình sẽ lưu cái hình ảnh này về luôn, lát nữa bật cho nó dễ. Ok, hôm qua bạn ấy cũng có gửi cho mình một cái ok, vậy là bạn ấy đăng lên dòng thời gian của mình rồi. Đây nè các bạn. Đây, có hình ảnh cụ thể mà. Đầu tiên là về cái mà nó cộng thêm. Ở đây thì mỗi lần cấp chuyển sinh đó các bạn, thì chúng ta sẽ cộng được thêm sức mạnh mỗi lần là 4.1. Rất là ghê luôn. Chuyển sinh trưởng thành, lần chuyển sinh hiện tại là 26. Mỗi lần chuyển sinh là sức mạnh cộng 4.1. Các bạn thấy ghê chưa? Ghê thật đó chứ. Rồi, mình quay trở lại với cái hình ảnh hồi nãy. Thì mình nói về chiêu mộ Akainu nha. Thì chúng ta muốn chiêu mộ Akainu thì không phải chúng ta đạt danh vọng hay là cái gì cả, mà các bạn cần phải đủ điểm cho hoạt động tranh bá trên biển. Đây, Akainu chúng ta tốn 15.000 công huân chúng ta mới đổi được Akainu, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không phải các bạn muốn đổi là đổi được liền, các bạn phải đổi theo thứ tự nữa, đó là các bạn đổi Sengoku trước. Đổi xong game Sengoku rồi các bạn phải tốn tiền để đổi khỉ vàng, sau đó chúng ta mới đổi được Akainu. Tức là chúng ta phải đổi này là 1, 2 là cái này và 3 là cái này đó, chứ không phải muốn đổi ai trước cũng được nha các bạn. Cho nên là suy ra chúng ta phải tốn tới là 8.000 cộng thêm 12.000 là 20.000, 20.000 cộng thêm 15.000 là 35.000 điểm. Thì đối với những cái bạn mà trùm server cấp cao thì không nói rồi, mỗi lần đi là điểm rất là cao thì nhanh thôi. Còn đối với những người mà những bạn mà yếu giống như mình, hoặc là những bạn yếu hơn mình nữa thì đi rất là khó, cho nên khả năng đổi khá là thấp. Mình chỉ nói cách đổi với các bạn thôi nha. Bây giờ thì mình quay lại đây, mình nói về một số thứ của Akainu sau khi lên Sura, coi thử các bạn cảm nhận thế nào, các bạn để lại comment nha. Đầu tiên là vật công đã lên 3S, không phải S cộng các bạn. Thì lúc mà mang vô rồi thì mình nghĩ là lên 3S thôi, dễ dàng thôi. Đối với những thanh niên chùm server, dòng ma công và ma phòng thì tôi còn khá là yếu. Ma công thì nó không liên quan, mình không nói rồi. Còn về ma phòng là phòng thủ đó các bạn, khá là yếu. Đúng là bị mấy cái con ma công đánh là những nó chết thôi.
Vấn đề tiếp theo đó là sau khi lên xuân ra thì trác quỷ của thanh niên này đã lên 8 sao. Trác quỷ lên 8 sao luôn các bạn. Bình thường hình như chỉ có 7 sao hay là 6 sao gì đó. Mình cũng chưa có cái nô nhưng mình không biết nữa. Nhưng mà nó không có Haki thì chắc là có thể là 7 sao là hết đát. Có thể là 6 sao các bạn. Sức mạnh thì cũng 8 điểm. Vật công là 3.3, vật phòng là 3.3%. Trên mệnh là hình như cũng là 3.3% thì phải. Cái số này nó mờ quá mình đọc không được. Cái này là hỏa kích cộng thêm 10k. Hỏa kích hình như là liên quan tới nguyên tố các bạn. Rồi ok. Đó là cái vấn đề mà trác quỷ. Bây giờ mình sẽ đọc thử trác quỷ có tác dụng gì mới không. Cái Magu Magu. Mình kéo xuống cho các bạn thấy rõ nha. Ok. Trái Magu Magu, trác quỷ hệ Logia, người sở hữu có khả năng biến thân thành dung nham nóng chảy, có sức mạnh tàn phá trên diện rộng. Hiệu quả một là cố định tất cả các đòn đánh thương và nổ 100% gây sát, gây ra hiệu ứng tan chảy không thể hóa giải trong 3 lượt. Tất cả các đòn đánh thương và nổ 100% gây ra hiệu ứng tan chảy. À, hiệu ứng tan chảy. Chúng ta không lẽ chúng ta sắp có một hiệu ứng mới. Chúng ta có thể thấy choáng rồi cái gì đã choáng mê hoặc rồi cho hỗn loạn. Hôm nay chúng ta sắp có một hiệu ứng mới là tan chảy. Hiệu ứng tan chảy có giống như đốt cháy không? Rồi không thể hóa giải nha bạn. Trong 3 lượt và sát thương tan chảy là dựa vào vật phòng, vật công và bỏ qua vật phòng, tức là vật công của Arcano cao thì sát thương tan chảy sẽ nhiều nha bạn. Hơn nữa level trái càng cao, đam càng cao. Rồi. Tất nhiên là vậy rồi, level càng cao thì sẽ càng cao. Rồi, tiếp theo là kỹ năng thường thì hiện tại mình thấy nó đang dấu chấm hỏi rồi. Mình không hiểu tại sao phải dấu chấm hỏi nữa. Khó xác định quá hay sao á. Rồi, còn về kỹ năng nổ nha các bạn thì mình cũng đọc luôn. Tên là Risen Kazan. Dùng qua vũ khí sẽ tăng sát thương, tạo ra hàng loạt nắm đấm dung nham và bắn chúng rơi vào khu vực nhất định, tạo một cơn mưa thiên thạch có sức tấn công, sức công phá lớn, gây sát thương mạnh cho toàn bộ kẻ địch, đồng thời lần lượt gây sát thương cho 6 mục tiêu địch ngẫu nhiên. Trên một lần sát thương vật công bỏ qua vật phòng cho 6 mục tiêu này và hồi 100 nội bản thân. À, cái này thì chiêu nội thì mình nói với bạn như sau. Đầu tiên là về Arcano thường thì theo mình biết là cũng tấn công toàn bộ và cũng sát thương 6 lần nữa, tức là sau khi một cú đấm cực kỳ to lớn đã rơi xuống sát thương toàn bộ thì có thêm 6 cú đấm nhỏ, nó sẽ gây sát thương cho 6 mục tiêu bất kỳ. Và tất nhiên là có thể là trùng lập, có nghĩa là có thể là cú đấm đó đánh mục tiêu này, sau đó lát nữa đánh mục tiêu này nữa, cái đó thì mình không nói, nhưng mà chắc chắn là có 6 cú đấm và đánh vào 6 mục tiêu. Và tiếp theo là hồi 75 nổ cho bản thân, đó là về Arcano thường, mình biết chắc chắn là như vậy, hồi 75 nổ. Vậy là sau khi Sura lên thì Arcano này có một cái tác dụng mới, đó là hồi 100 nổ hẳn luôn. Tức là giống như Mắc Dù Hâu và Luffy luôn các bạn. Có vẻ muốn giành chức 100 nổ, muốn giành danh hiệu vô địch 100 nổ với lại hai thanh niên này đây. Được rồi, ít bữa mà mình kia mà nếu mà có cơ hội mình sẽ test. Và nó có thêm một tác dụng nữa, đó là mình thấy đó là thêm một lần sát thương vật công bỏ qua một phòng đối với 6 mục tiêu này. Có nghĩa là sau khi mà 6 cái cú đấm nhỏ mà nó đấm xuống 6 mục tiêu đó các bạn, thì sau khi cái lượng sát thương chính thì nó còn một sát thương phụ nữa. Ok, rất là lợi luôn. Tiếc là mình không có clip để có thể nói, mình không biết khi nào nó mới ra, cho nên mình chưa có nói được về ông tướng Arcano này. Ok. Sợ thì sau khi lên Sura xong thì mình thấy cũng có vẻ khá là ngon. Tuy nhiên thì mình nghĩ chắc cũng không được ưa chuộng lắm đâu. Hệ số yếu là một, cái thứ hai là vật ba phòng khá yếu, không thích hợp để chơi trong cái trận hình hiện tại của những thanh niên chùm server. Còn đối với những thanh niên như cỡ mình thì có thể chơi được đấy. Nhưng mà rất tiếc là chưa có đổi được. Mình nếu mà mình đi từ trước tới giờ hoạt động này thì mình có thể đổi được rồi đó các bạn. Ok. Nhưng mà rất tiếc là mình không có thời gian nên mình không có đi, cuối cùng là không có đổi được luôn. Rất là tiếc. Arcano cũng rất là mạnh, thật sự với bạn luôn, trong game này nó rất là mạnh. Trong game rất là mạnh luôn. Hệ số khủng khiếp. Đây các bạn thấy hệ số ban đầu cơ bản của nó là vật công là SS trừ rồi nè. Ma phòng thì vẫn yếu là S trừ. Nhưng mà tuyệt chiêu phòng nó y chang. Dùng tuyệt chiêu phòng với ma phòng nó y chang là S trừ luôn. Thế mà sau khi lên Sura xong là nó vẫn yếu như thường rồi. Tôi lên Sura xong thì tuyệt chiêu phòng đã vượt bậc hơn là lên S trừ luôn. Còn ma phòng vẫn đang giữ S. S này là nó còn phải lên S cộng nữa thì mới lên được S trừ, cho nên một chặng đường dài nữa các bạn. Mình nghĩ là chắc chắn là không có được ưa chuộng đâu, tại vì Arcano này mình thấy không có ổn lắm. Skill thôi, mình thấy skill ổn, có thể test được. Đặc biệt là những người như mình làm clip cho các bạn thì rất là cần những thanh niên thế này để mình làm clip. Rồi. Mình nói là clip này một quảng cáo đấy, mà bây giờ mình quay gần 10 phút luôn rồi. Rồi thì clip rất là nhiều quảng cáo nha. Anh em thấy quảng cáo thì nói chung là kích cho mình đi.
mình cũng không biết là sao nữa. Mình dự định ban đầu là có một quảng cáo thôi, nó đơn giản thôi, nhưng mà giờ nói tùm lum ra cái clip dài quá luôn rồi. Không sao, dù sao cũng là một clip của mình, cũng là công sức của mình bình luận, cho nên mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình nha. Ok, anh em cảm nhận thế nào về Arcano này, để lại comment cho mình biết. Kèm theo đó thì anh em đừng quên công việc quen thuộc, đó là ủng hộ cho mình bằng cách like video, đăng ký kênh, subscribe giúp mình đạt 8.000 sub trước Tết. Và cũng như là những quảng cáo ở đây, nó không có độc hại gì cả. Các bạn bỏ ra một giây kích vào những quảng cáo này ủng hộ cho mình thôi. Đó là tinh thần động lực của mình rất là to lớn. Mình rất là mong anh em sẽ ủng hộ cho mình. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ nha. Và xem clip mình thì ủng hộ cho mình nhiệt tình. Bye bye. Chào các bạn. Chào 501 anh em của mình.